Đu đòn. Như thế nào là có nhà giàu? Được gia đình hậu thuẫn, được học những môi trường tốt, có những mối quan hệ xã hội tốt từ ba mẹ, sống trong một sự giàu có sung sướng. Chương trình Quán Quen Chuyện Chất được phát sóng vào lúc 12:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9.